Cốc cốc cốc. Recon, sếp cho gọi tôi ạ? Có phải từ vụ Wano không ạ? Morgan nói, người đúng là cánh tay phải của ta, Recon. Ngươi nghĩ lần này tên ngũ rơm có làm nên chuyện hay không? Hay tên nhóc đó sẽ chết dưới tay của Kaido như bao thằng nhãi khác? Thưa sếp, không thể nói trước được điều gì ạ. Nhưng tôi tin trận Wano sẽ gây chấn động thế giới đấy. Còn phải nói sao, dù thắng hay thua, ta cũng sẽ biến nó thành sự kiện đáng nhớ nhất trong nhiều năm qua, như đã từng làm với cái danh ngũ hoàng của hắn ta, Mugiwara. Dạ vâng, kể từ sau khi mũ rơm được ngài đẩy lên làm ngũ hoàng, danh tiếng của hắn viral khắp 47. Và tất nhiên rồi, tuần báo Big News của chúng ta vẫn kiếm được một khúc to. Tất cả đều nhờ đầu óc thiên tài của ngài, ngài Morgan ạ. Bớt khua môi múa mép đi, ta thích ngươi càng ngày càng dẻo mồm giống ta rồi đấy. Ngươi lui ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với người đó. Dạ, tôi đi ngay, chúc ngài gặt được lãi to trong vụ này. Cập nhật tình hình chiến sự. Blep 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 blep. Apo nói, lâu quá rồi nhờ, Big Boss, dạo này ngài vẫn mỏi nhọn chứ, Morgan. Morgan đáp, ta không có hứng thú với ngươi, tên mỏ đi à. Mau báo cáo tình hình, nội cát đảo quỷ ngay vào luôn đi. Apo liền trả lời, tôi sẽ được trả bao nhiêu cho vụ này? Dạo gần đây tôi sống hơi kham khổ đấy, ông cũng biết mà. Không hổ danh là tàu khựa, ngươi cứ yên tâm đi. Sau vụ ngươi phản bội Kiss, Hopkins để Kaido solo cả ba, thì ta cũng tin là ngươi thuộc kiểu người vì lợi cá nhân. Thù lao không khiến ngươi thất vọng đâu, tin sức sược. Ôi, sếp của tôi, bán tin cho ông quả chi là quá hợp lý rồi. Bớt gọi ta như thế đi. Ta và ngươi chỉ đang ăn đồng chia đủ, báo cập nhật tình hình, không có nhiều thời gian đâu. Ông nói nghe hay thế nhở, tôi mới là người không có nhiều thời gian. Bọn xích sao với bọn siêu tân tinh, nó chơi trò phục kích thọc mất một bên sườn của Kaido rồi. Tôi e là có khi tôi tạch luôn không chừng đấy. Morgan liền đáp, đừng có láo, kẻ như ngươi sống dai còn hơn con đỉa. Bây giờ chắc nó đang nấp ở xó xỉnh nào rồi đúng không? Ê, sao không nói oạch tuẹt ra đi? Chẳng phải là tôi đang thay ông làm công việc nguy hiểm này sao? Này, Apo, ngươi bị sao đấy hả Apo? Không có gì, nay ân nhậu hơi bừa bãi, đau bụng ẻ tí thôi. Morgan, má mày, Apo. Được rồi, nghe cho kỹ đây này. Tất cả những gì tôi nói đều là thông tin trực tiếp, kể cả hải quân cũng chưa chắc biết được. Đợi ta một chút, Apo. Recon, mau vào đây. Dạ dạ, có tôi thưa sếp. Kết nối máy ta để chế độ riêng tư. Ta muốn lưu lại cuộc thoại này. Dạ vâng, tôi làm ngay. Ở trong trận chiến, Morgan nói, ngươi đâu rồi, Apo, tình hình thế nào? Tôi đây, chúng nó bắt đầu rồi. Bọn Samurai vừa đánh lén lão Kaido một nhát, 9-1, và bọn chúng cứ gọi là công bằng. Với lão ta thì tỷ lệ đó còn quá ít. Đáng đời lão giả Kaido từ lâu, ta đã không ưa gì lão rồi. Từ hồi nắm Wano trong tay, tin tức về băng bách thú gần như mù tịt, chẳng thể moi được cái gì từ tên già này cả. Ông thì chỉ biết có tiền và tiền thôi, Morgan. Ngươi cũng có tư cách để phán xét ta, Apo. À thôi thôi, càng khịa thì để sau nhá. Lão Kaido kéo cả nhóm xích sao lên nóc rồi kìa, tôi chịu thôi. Thế ở sảnh ca múa nhạc thì như nào? Còn như nào nữa, hỗn chiến con mẹ nó rồi. Thằng Queen bắt đầu nhả khói bắn virus. Mọ cái thằng một lìn suốt ngày chỉ biết chơi dơ thôi. Ta không quan tâm, ta cần biết Liên Minh Mũ Rơm phản kháng như nào cơ. Ông đừng có gấp, bọn chúng ít người nhưng mà dài lắm, không chết sớm được như thế đâu. Tôi chỉ sợ kiểu gì chúng cũng sẽ có kẻ bỏ mạng với thứ băng quỷ chết tiệt của thằng Queen thôi. Má nó, muốn chơi người nhà luôn hay sao ấy. Người cũng biết sợ sao hả Apo? Giỡn bà thần ý, dính một cái là trầu trời luôn đó ông già ơi. Người chứ phải chim như ông đâu mà không biết sợ. Ta đùa thôi, bẩn tính như ngươi, mạng sống lúc nào cũng ưu tiên mà. Đỡ mơ thằng Queen, đợi tôi tí. Lại có chuyện gì thế Apo? Apo! 5 phút sau, Apo nói, ông còn đó không Morgan? Morgan liền đáp lại, ủa, alo? Tưởng ngươi quẳng chó rồi chứ, vẫn còn sống à? Chết tí méo là được ông ơi, tôi còn chưa kết xong sổ sách với ông thì chết sao được.
Mặt lờ khuyên nó vừa về chơi tôi một vố này, quăng cho lọ thuốc giải, bị bọn samurai đuổi như ma bắt. Còn mẹ mày Queen ạ, đừng để bố lóng. Hắn muốn ngươi giãn gân cốt ra đó mà, kiểu gì ngươi chẳng sống được. Cúp đuôi bảy trọ là nghề của ngươi rồi còn gì. Ai, ông bớt xỉa sói tôi đi. Tên Zoro của băng ngũ sơ mới chém ta một nhát điếng người kia kìa. May mà ta chạy kịp bật Haki, không là đi thật rồi đấy. Nằm giả chết nãy giờ cũng không qua được mấy cái đợt lũ rồi đấy. Bọn Okanban như thế nào rồi? Ta muốn biết tên King, Queen tình hình ra sao. Theo tôi thấy tên chân đen và tên kiếm sĩ băng ngũ rơm thì mới là VIP về sao ấy, mặc trông ghê gớm lắm. Thằng Queen dại gái mới bị U bay tít đâu khỏi đảo quỷ rồi. Còn King mỏ nhọn như ông là đang giao chiến ngoài đảo ấy. Tôi nghĩ không sớm thì muộn thì cũng lên bảng điểm số thôi. Thế còn Big Mom, ta nghe người nói bà ta đang chiến đấu với hai tên siêu tân tình à? Đúng rồi, tên Chavogolo và Eustace cứng phết. Nói thật tôi cũng không dám bén bảng đến gần. Thằng Kid nó me tôi nãy giờ đấy, tôi cũng chẳng ưa gì cái mụ Big Mom đâu. Ông thích thì kêu đối tác của ông theo dõi trận đó đi. Ta làm gì có ai ngoài ngươi, ngươi nói gì thế hả Apo? Thôi đừng giả nhây nữa ông ơi, lũ CP0 một lũ một ruột với ông chứ còn gì nữa. Chúng không như người, chúng chỉ bán tim lấy tiền thôi, người sống tình cảm hơn. Apo, người anh em của ta. Ông nói cứ như thằng Queen ấy nhỉ, nghe cứ nhói nhói ở đâu ấy nhỉ. Được rồi, người làm tốt lắm. Xem ra lần này băng vũ rơm có cơ hội để phá thế độc tôn của Tứ Hoàng. Ta sẽ liên hệ với người sau. Đó là điều kiện tôi còn sống, lão già khốn kiếp ạ. Cứ yên tâm, ngươi có chết ta hứa sẽ thắp cho một nén nhang bằng vàng âm phủ tên phóng viên yêu nghề của ta. Cút mẹ ông đi, tôi mà sống sót khỏi đây, người đầu tiên tôi hỏi thăm là ông đấy, liều máu màu gan. Daniel Mercy. Gotcha, gotcha. 4 phút sau, Morgan liên hệ CP0. Morgan nói, chào, ngươi Nika mặt sẹo, cho ta biết tình hình tên già Tứ Hoàng với thằng nhãi mũ rơm tới đâu rồi. Cứ đi ca mặt hề. Ta không có gì để nói với ông cả, ta vừa phải tạm biệt một người đồng đội. Morgan. Là Maha hay Joseph? Maha, hắn đã chết dưới tay của Izo của băng dâu trắng, còn có cả sự trợ giúp của tên khốn Apo, người nhà của ông đấy, Morgan. Chiến trường mà, người là gián điệp cao cấp hẳn phải biết rõ chứ. Với lại đừng nói đến tên Apo cùng giọng điệu đó. Nào, bây giờ vào vấn đề chính đi, nói ta nghe, Kaido và mũ rơm, kẻ nào thắng? Kuenika. Tên mũ rơm dường như vừa thức tỉnh được năng lực, cơ thể hắn có sự biến đổi kỳ lạ, toàn bộ cơ thể đột nhiên biến thành màu trắng. Ta cũng không hiểu nổi, rõ ràng ta đã khóa chặt mũ rơm để cho Kaido tung đòn kết liễu, tại sao tên nhóc đó vẫn còn sống sót nhỉ? Cơ thể toàn trắng ư? Thật là thú vị, chẳng lẽ là... Ngươi nói ngươi chơi dơ bắt trói mũ rơm ư? Thế sao ngươi vẫn sống được đây? Sống đéo ấy, tao cũng bị Kaido cho ăn một gậy, tuy chưa chết nhưng mà cứ coi đây là những lời chăn chối đi, không thở được mấy phút nữa đâu. Chỉ buồn với ngươi, một gián điệp xuất sắc, thế thì mau nói ta nghe những gì đã xảy ra đi. Ta thấy hai gã đang cười rất khoái chí, tên mũ rơm từ lúc biến hình luôn đánh theo kiểu rất chi tự do. Kaido rất nhanh, nhưng chưa làm bị thương tên nhóc thêm lần nào. Ồ, thế à, ngươi có chụp cho ta vài bức ảnh được không? Hiện giờ ta đang hấp hối, ta e rằng chỉ còn một cái miệng và một bên mắt là hoạt động được thôi. Lão bớt đòi hỏi đi. Được rồi, ngươi tiếp tục đi. Tên già đó sắp đi rồi, lão không chịu nổi cách chiến đấu tổ lôi của tên mũ rơm nữa. Tên nhóc đó ta vừa thấy hắn biến hóa khổng lồ, chui vào mây, ném sét đen về phía Kaido, nhưng lão vừa né được đòn chí mạng rồi. Ném sét á? Nani, gần như thần thánh vậy. Chiến binh tự do ư? Kết quả như nào rồi Guenica? Lão đi rồi, lão vừa ăn trọn cú đấm khổng lồ đen thui của tên mũ rơm, danh hiệu ngũ hoàng mà ông gán ghép cho tên nhóc này, quả thực là đúng như lời đồn đấy. Tuyệt, cuối cùng ta cũng chờ được ngày này, trận đại chiến mà Big New đi trước hải quân một bước. Bọn hải quân đừng hòng che giấu điều gì như đã làm với trận Marineford 2 năm trước. Ta sẽ hậu hĩnh cho người sau, Guenica. Guenica, này Marcel, ngươi theo rồi à? Hắn đi rồi, là ta đây, Morgan mỏ nhọn. Là ngươi sao, Joseph, ngươi muốn gì? Joseph nói, ta không chỉ muốn công sức của hai chiến hữu của ta bị hoang phí, ta sẽ gửi ảnh selfie dạng thức tỉnh của mũ rơm cho ngươi. Kể vừa đánh bại Tứ Hoàng mạnh nhất Kaido Bách Thú. Theo ta biết, ngươi không tốt bụng như vậy đâu. Điều kiện là gì? Nói nhanh đi. Đơn giản thôi, thù lao là x3 cái chết của hai người đồng đội.
Tất cả cứ quy rõ ra thành tiền và chuyển khoản trong ngoài cho ta. Đúng là tên khốn khiếp, nhưng ta thích cách làm việc của ngươi, tên mặt hề không cảm xúc. Đừng nói như ông thiệt thòi lắm, ta biết rõ sau vụ này, ông còn kiếm gấp vài chục vài trăm lần số đó cơ. Chúc ngươi còn sống để nhận lấy khoản tiền này nhá, Joseph. Ngươi cũng vậy, đít khỉ. Nathan Mercy, Katja, Morgan. Ta sẽ biến mũ rơm thành thế lực mới. Hải quân chắc chắn phải đưa tên nhóc này đứng ngang hàng với các huyền thoại thời đại trước. Recon, vào đây. Một ngày sau đại chiến, Akainu đọc báo. Cái lề gì thế này? Ngươi đang đi quá xa rồi đấy, Morgan. Này, kết nối với ta, tên liều báo chất tịt đó. Blep blep, blep blep. Ồ, quý ngài thủy sư tìm ta có chuyện gì không, ngài Sakatsuki? Tên khốn nhà ngươi, giọng nói đắc chí đó là sao? Có phải như ngài thủy sư đã đọc được tác phẩm tuần này của tuần báo Big News rồi đúng không ạ? Ngài thấy sao, tin đó đủ lớn chưa? Tại sao ngươi biết chi tiết trận chiến ở Wano? Quan trọng hơn hết, ai cho ngươi múa mồm, phóng đại sự thật hả? Tên khốn nhà ngươi. Ôi rồi ôi, ngài bình tĩnh, nào bảo trọng lòng thể nào, tôi có nói gì quá đáng đâu, chỉ là thêm tí muối mắm cho câu chuyện nó bánh cuốn hơn thôi. Ngài cứ thong thả hoan hỉ nhá. Tên khốn, cái tiêu đề Luffy mũ rơm tân tứ hoàng thời đại mới là sao? Cái vụ ngươi tâng bốc tên nhóc đó là ngũ hoàng, ta còn chưa tính sổ xong với người đấy. À thôi nào bạn tôi, bộ ngươi nghĩ ta sẽ không tận dụng thời cơ này để phơi bày sự thật à? Tên mũ rơm đó hắn đã đánh bại Kaido. Thử hỏi nhà ngươi có làm được thế hay không, hả con Red Dog Sakatsuki? Tên khốn, thế quái nào ngươi lại ví hắn như thánh nhân? Một mình hạ gục Kaido, dẫn dắt các siêu tư tinh, xâm lược Wano đánh bại đội quân bách thú hùng mạnh. Tên mũ rơm đó không bao giờ làm được những chuyện đó. Có làm được hay không thì cả ta và ngươi đều biết rõ. Không lẽ ngươi đang cố gắng phủ nhận sao, Sakatsuki? Tên mỏ chim, sẽ có ngày chính tay ta đấm bay cái mỏ hỗn nhà ngươi. Ta thì rất trông đợi đến ngày đó đấy, thưa ngài thủy sư cao quý. Hy vọng ngài sẽ không đập bàn cái dầm như thường lệ. Bye bye và mãi yêu. Katja, Akainu vứt điếu thuốc. Tại sao tới thời của ta ngồi ghế thủy sư, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra? Senoku, lão đã lừa ta rồi ư? Một tuần sau đại chiến, Recon. Chúc mừng sếp, đúng như ngài dự đoán. Tên mũ rơm đã chính thức được hải quân treo thưởng rất cao, 3 tỷ Billy, danh hiệu tứ hoàng. Danh tiếng của hắn giờ đây đứng ngang hàng với các hoàng đế rồi ạ. Morgan nói, có bao giờ ta tuyên bố điều gì mà nó không thành sự thật chưa, Recon? Ngài đúng là idol tóc tai của tôi, ngài Morgan. Chúng ta cũng kiếm được một mớ khá to rồi đấy. Đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp đến chúng ta sẽ tới exit cho đại sự kiện còn lớn hơn cả Wano Quốc. Dạ vâng ạ, nếu được thì chúng ta đi lẹ lẹ đi ạ. Có thông tin mật báo hải quân sắp bảo vệ tính nơi rồi đấy. Ta thử biết bọn chúng sẽ làm như vậy. Con tàu bay đã chuẩn bị xong chưa? Dạ xong xuôi hết rồi thưa ngài. Được rồi, chúng ta sẽ có thêm một vài vị khách từ Alabasta. Đi thôi, Recon. Thế đấy, vậy là tuần báo Big News đã bắt đầu di chuyển sau vụ Wano, tạo áp lực cho hải quân đẩy Luffy lên tứ hoàng. Bọn chúng ngứa ngáy lắm rồi. Quý độc giả muốn ta, Liều Báo Morgan, tường thuật lại sự kiện nào, để lại bình luận bên dưới. Ta rất vui khi mà series Liều Báo này được mọi người đón nhận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!